Vào những tháng cuối năm 2022, du lịch Việt Nam đã chính thức chuyển mình sang giai đoạn mới, phục hồi và phát triển hậu Covid-19. Tuy nhiên, việc nguồn nhân lực sụt giảm tới hơn 70% do tác động từ đại dịch là thách thức lớn và là vấn đề cấp bách của toàn ngành hiện nay. Sáng ngày 9 tháng 8, tại hội thảo định hướng và giải pháp đào tạo nguồn nhân lực khách sạn để phục hồi và phát triển du lịch quốc tế ở Việt Nam, giáo sư tiến sĩ Đào Mạnh Hùng, Chủ tịch Liên chi hội đào tạo du lịch Việt Nam nhận xét, việc quay trở lại của khách quốc tế còn chậm nên khách sạn 4 năm sao chưa thể hoạt động bình thường trở lại, khiến nhiều nhân lực bỏ nghề mà đi. Nguồn nhân lực của du lịch có 3 điều yếu: kỹ năng nghề, ngoại ngữ và giao tiếp trong nguồn nhân lực. Trong năm 2020 thì các doanh nghiệp trong ngành du lịch lần lượt phải cắt giảm nhân sự từ 70 đến 80%. Trong năm 2021 thì số lượng lao động vẫn đi làm đủ thời gian chỉ chiếm 25% so với năm 2020. Lao động nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động chiếm khoảng 30% và lao động tạm nghỉ việc khoảng 35%. Chỉ có 10% lao động là làm việc cầm chừng, đúng như là đại diện cho một doanh nghiệp các anh chị đã có ý kiến. Là cái số lượng lao động của chúng ta trong đại dịch ý, là rất là ít. 10% lao động làm việc cầm chừng thôi. Thực tế này khiến cho người lao động phải chuyển nghề vì mưu sinh và dẫn đến thất thoát cái nhân lực đối với lĩnh vực du lịch, và đây là thực sự là một hiện tượng chưa từng có trong tiền lệ. Đứng trước thực trạng này, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam hiến kế, công tác phát triển nguồn nhân lực khách sạn phải theo cơ cấu, đảm bảo số lượng, cân đối với cơ cấu ngành để đáp ứng việc cạnh tranh và hội nhập. Doanh nghiệp cần có chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực. Ngoài ra, cơ quan quản lý đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo, chú trọng đào tạo kỹ năng nghề và kỹ năng mềm cho lực lượng lao động trực tiếp. Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch Tổng cục Du lịch nhận định, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nên phối hợp với bộ ngành liên quan đề xuất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để thu hút lực lượng lao động và hỗ trợ đào tạo. Bộ cần chỉ đạo phát triển mạng lưới chuyên gia ở tất cả các ngành nghề trong du lịch và tổ chức chương trình đào tạo theo hướng chuyển đổi số để giải quyết việc thiếu hụt nhân lực. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.